Xin chào các bác nhé. Đoạn video hôm nay em xin giới thiệu các bác một vị thuốc quý, đó là kim tiền thảo. Loại này thì có thể điều trị sỏi thận và giúp tan sỏi, và tác dụng là chủ đạo của kim tiền thảo. Ngoài ra thì có nhiều tác dụng nữa các bác nhé. Thì bên em có cung cấp kim tiền thảo này, rồi các loại trị sỏi thận như hạt chuối hột rừng này, hạt chuối hột cô đơn này, rồi dứa dại này, kim tiền thảo này, bông mã đề này, vân vân đủ các loại, và các đặc sản núi rừng, các đồ ngâm rượu. Các bác cần loại nào thì vui lòng liên hệ hoặc là kết bạn Zalo số này để được tư vấn và mua hàng nhé. Bên em có giao hàng toàn quốc đến nơi các bác kiểm tra hàng thanh toán thôi. Bên em có cung cấp các đặc sản như cây ăn xoa này, rễ mật nhân này, cà gai neo, xạ đen này, ba kích, sâm cau, lấm ngọc cẩu, dâm dương hoắc, ngô thung dung này, câu kỳ tử, ngũ vị tử, thỏ ti tử, đông trùng hạ thảo, táo đỏ, rào cổ lam, dây thiều canh, vân vân, trà sơn mật hồng sâm, táo mèo. Các bác cần loại nào thì vui lòng liên hệ cho em nhé. Thì em xin giới thiệu cái tác dụng với kim tiền thảo này. Kim tiền thảo có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu và điều trị bệnh viêm gan, vàng da, điều trị sỏi ở thận và túi mật và bàng quang, điều trị viêm thận và phù thủng. Liều dùng thì các bác có thể là đun khoảng 3 đến 40 gram nấu nước uống hàng ngày các bác nhé. Các bác đun thì các bác chú ý là mình đun khoảng tầm 1 lít rưỡi nước, hoặc là mình có thể đun cùng với các loại khác như hạt chuối hột rừng, rồi dứa dại, dứa rừng đấy các bác ạ. Đun nước uống thay nước lọc hàng ngày để tan sỏi các bác nhé. Rất hoặc có thể đun cùng với nhiều các loại khác. Loại này thì các bác dùng thay nước lọc uống hàng ngày luôn, sử dụng 3 đến 40 gram đun nước uống hàng ngày, có thể kết hợp với nhiều các loại khác. Đây là lá đã được phơi khô các bác nhé, mùi rất là thơm kim tiền thảo. Các bác cần thì vui lòng liên hệ hoặc kết bạn Zalo để được tư vấn và mua hàng nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nhé. Xin chào tạm biệt các bác.